mời quý vị các bạn đến với tin tức X giải trí. Hoa hậu Tiểu Vy giải thích sự cố bỏ giờ catwalk giữa chừng. Trở lại sàn diễn thời trang, hoa hậu Tiểu Vy gặp sự cố với thần tà váy và phải đi ngược vào hậu trường. Nhờ tới sự hỗ trợ của ekip, ngày 4/11, hoa hậu Tiểu Vy, Mai Phương cùng tham gia trình diễn tại một sự kiện thời trang ở Thành phố Hồ Chí Minh. Người đẹp Quảng Nam được lựa chọn cho vị trí Meredith kết sâu với thiết kế cúp ngực đuôi cá. Tuy nhiên, khi vừa bước tới vị trí chính giữa sân khấu, Tiểu Vy gặp sự cố với phần tà váy do đính kết thiếu chắc chắn, tà váy bị rơi xuống khiến cô lúng túng và nhanh chóng đi vào hậu trường nhờ sự hỗ trợ của ekip. Sau đó, Tiểu Vy trở lại sàn diễn với thiết kế ô sát, không còn phần tà như lúc cái đầu. Cách xử lý tình huống của Tiểu Vy nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Một số ý kiến cho rằng cô thiếu sự nhanh nhạy và kém chuyên nghiệp khi bỏ giờ catwalk giữa chừng, đặc biệt khi Tiểu Vy đảm nhận vị trí kết sâu. Nhưng cũng có bình luận cho rằng Tiểu Vy tôn trọng sáng tạo và quan điểm của nhà thiết kế. Cô vào hậu trường để có cách xử lý hoàn hảo nhất và để show diễn được tiếp nối trọn vẹn. Trả lời báo chí, hoa hậu Tiểu Vy cho rằng cô chọn cách xử lý như thế vì phần tà váy được gắn liền với con cài tóc nên không thể tự tháo tà trên sân khấu như một cách xử lý sự cố trước đây. Hơn nữa, khi so với thiết kế ban đầu sẽ thấy váy bị mất form do phần tà bị rơi ra. Nếu tôi tiếp tục trình diễn sẽ khiến thiết kế trông mất thẩm mỹ. Vì vậy, dù không mong muốn, tôi đã quyết định quay vào hậu trường để ekip hỗ trợ. Tôi cũng có cách mình tôn trọng thiết kế người biểu diễn. Hoa hậu Tiểu Vy cho biết thêm, việc cô tháo tà váy và trình diễn lại với thiết kế đã chỉnh sửa phần nào giúp khán giả thấy được vẻ đẹp khác của chiếc váy. Dù sao, sau đó cũng là màn trình diễn chưa hoàn hảo nên tôi ghi nhận mọi góp ý, chia sẻ với khán giả, tôi vẫn luôn lắng nghe và tiếp tục cải thiện trong thời gian tới. Trần Tiểu Vy sinh năm 2000, quê Quảng Nam. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 khi mới 18 tuổi. Cô gây ấn tượng bởi nhan sắc đẹp, chiều cao 1m74 và số đo 3 vòng 84-63-90. Cũng trong năm 2018, Tiểu Vy tham gia Hoa hậu Thế giới và top 30 Trung Quốc, trở về cuộc thi người đẹp tích cực tham gia hoạt động nghệ thuật, đồng thời thực hiện một số dự án cộng đồng. Bên cạnh vai trò người mẫu, Tiểu Vy còn lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất. Cô góp mặt trong MV ca nhạc, tham gia một vài phim điện ảnh và chương trình truyền hình thực tế. Tiểu Vy chia sẻ cô muốn thử sức trải nghiệm với nhiều lĩnh vực để xem mình hợp với điều gì nhất. Sau tuyên bố chắc lịch chuẩn bị kết hôn, Minh Tú để lộ vòng hai lùm xùm khi dự tiệc cưới. Cuối năm 2021, Minh Tú từng gây rất bất ngờ khi công khai bạn trai người Đức trong hôn lễ của Boca và Gin Tuấn Kiệt tại Cam Ranh vừa qua. Nữ siêu mẫu Minh Tú đã đưa ra một lời hứa đầy chắc lịch với đông đảo khán giả. Cụ thể, người đẹp cho biết, nếu tối nay tôi bắt được hoa cưới, tôi sẽ lấy chồng. Minh Tú chính là người đã mở khóa được chiếc hộp và lấy được hoa cưới. Cư dân mạng liền gấp rút giục Minh Tú thực hiện lời hứa của mình. Đáng chú ý, netizen còn chăm chú ý vào ngoại hình của siêu mẫu Minh Tú khi cô tham gia hôn lễ của Boca và Tuấn Kiệt. Cụ thể, trong một khung hình, nữ siêu mẫu sinh năm 1991 để lộ vòng hai lùm xùm lớn rõ, cư dân mạng liền xôn xao cho rằng Minh Tú đang có tin vui vì bạn trai. Tuy nhiên, số khác netizen lại phủ nhận và cho rằng đây là góc máy chụp khiến nữ siêu mẫu bị dìm. Ở những bức hình khác, cô vẫn ghi điểm vì vóc dáng thon gọn. Trước thềm chung kết Miss Grand International 2021, Minh Tú từng chơi lớn, hứa với khán giả nhất định sẽ lấy chồng nếu Nguyễn Phúc Thủy Tiên lọt vào top 3 Trung Quốc. Tối nay top 3, tôi công khai chúng ta luôn. Hoa hậu tôi luôn lấy chồng luôn, chơi tới bến. Sau đó, người đẹp sinh năm 1998 đã xuất sắc giành ngôi vị hoa hậu của tin nhan sắc quốc tế. Chính vì lời hứa này nên Minh Tú liên tục bị netizen réo gọi thực hiện việc lên xe hoa trong suốt thời gian qua. Nữ siêu mẫu nói về bạn trai không phải là một người chức cao vọng trọng hoặc quá giàu có, nhưng bạn này là một người rất tử tế, không chỉ với bản thân Tú và với những người xung quanh. Mọi thứ khi mình ở gần người đó, họ sẽ truyền cho mình năng lượng rất bình an, yên bình, không drama. Bạn trai Minh Tú tên là Rick, là người Đức nhưng sinh sống và làm việc ở châu Á hơn 15 năm nay. Anh là nhân viên văn phòng trong một công ty đa quốc gia. Được biết, Minh Tú và bạn trai quen biết nhau từ năm 2011 và hẹn hò một năm sau đó. Trong thời gian yêu đương, cặp đôi đã từng chia ly và sau đó lại hàn gắn lại. Vào tháng 6 năm 2022, Minh Tú từng đề cập đến chuyện lấy chồng với truyền thông. Tôi cũng sẵn sàng, nhưng việc lấy chồng không thiên về sự quyết định của tôi nữa. Tôi thì cũng mong muốn đó, nhưng mà nhiều khi đối phương không mong muốn, mà giờ đang là mùa mưa nên việc tổ chức tiệc ngoài trời chưa thuận lợi lắm, cho nên chưa biết khi nào tôi sẽ lấy chồng, nhưng chắc chắn tôi sẽ lấy.